Nhớ lưu ý là trong lúc chúng ta xem thì hãy tăng lượt view nhé. Để không cần micro hát nhảy luôn được không? Ca sĩ Châu Khai Phong cầm remote của TV. Em để ý xem là ai là người xem nhiệt tình nhất, tí nữa sẽ có quà cho bạn đấy. Wow. Hôm nay cũng như bao ngày đã qua, nhưng em bây giờ ở một nơi xa. Từ ngày chúng ta chấp nhận cuộc sống không có nhau, em thế nào cùng ai về sau? Quen em đã lâu khi trong chiều gió nhẹ nhàng, muộn màng gặp em, muộn màng yêu em. Cứ ngỡ là duyên số mà những yêu thương mang đến cho ta. Giờ còn phố thấy anh lặng sống nhạt nhòa. Đã có những cố gắng mình tìm thấy nhau, cứ phút chốc tan biến ta rời xa rất lâu. Nếu duyên kiếp không muốn anh có em, vậy mình không giữ hy vọng để chờ ai. Hãy cứ bước đi nhé em, đừng buồn cho anh. Tình yêu nào phải đến từ một người. Quen em đã lâu khi trong chiều gió nhẹ nhàng, muộn màng gặp em, muộn màng yêu em. Cứ ngỡ là duyên số mà những yêu thương mang đến cho ta. Giờ còn phố thấy anh lặng sống nhạt nhòa. Đã có những cố gắng mình tìm thấy nhau, cứ phút chốc tan biến ta rời xa rất lâu. Nếu duyên kiếp không muốn không có em, vậy mình không giữ hy vọng để chờ ai. Hãy cứ bước đi nhé em, đừng buồn cho anh. Thấy nhau cứ phút chốc tan biến ta rời xa rất lâu. Nếu duyên kiếp không muốn anh có em, vậy mình không giữ hy vọng để chờ ai. Hãy cứ bước đi nhé em, đừng buồn cho anh. Wow.